Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2024, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác do Trung tướng Út Hương Vi Say, Cục trưởng Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết tỉnh Cà Mau. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi đón tiếp đoàn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của dân tộc Việt Nam, thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Út Hương Vi Say gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo nhân dân tỉnh Cà Mau đón Tết vui tươi, an khang, thịnh vượng, đồng thời chúc mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Campuchia-Việt Nam ngày càng tốt đẹp và mối quan hệ hợp tác giữa Cục Phát triển và tỉnh Cà Mau ngày thêm bền chặt. Trung tướng Út Hương Vi Say thông tin sơ bộ về tình hình phát triển của Vương quốc Campuchia, về hoạt động của Cục Phát triển, qua đó cảm ơn sự quan tâm của chính phủ Việt Nam nói chung, của tỉnh Cà Mau nói riêng, đã có nhiều sự hỗ trợ Vương quốc Campuchia. Trung tướng Út Hương Vi Say hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác đầu tư, hỗ trợ xây dựng một số công trình, đào tạo cán bộ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi cảm ơn đoàn đã đến thăm và chúc Tết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi cũng thông tin sơ bộ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau trong năm 2023. Thời gian qua, chương trình hợp tác hữu nghị với các đơn vị địa phương tại Campuchia được tỉnh xác định là mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp và mong muốn sẽ được phát huy, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Nhân dịp mừng xuân Giáp Thìn 2024 hôm qua, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân đến thăm chúc Tết hai gia đình chính sách ở phường Tân Xuyên. Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân thăm hỏi sức khỏe, tình hình chuẩn bị đón Tết của các gia đình, chúc các gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân đến thăm chúc Tết lực lượng bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ phường Tân Xuyên, gửi tặng phần quà cùng lời động viên các lực lượng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để bà con vui xuân đón Tết. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi Lê Minh Hiền đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh trên địa bàn các xã Tân Đức, Ngọc Chánh, Tân Duyệt nhân dịp mừng xuân Giáp Thìn 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi Lê Minh Hiền đến thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Ba, Trương Thị Bảy ở xã Tân Đức, thương binh Hà Giang Thành ở xã Ngọc Chánh, thương binh Phạm Căn Chớp ở xã Tân Duyệt, đồng thời gửi lời chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh cùng gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Dịp này, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đầm Dơi trao tặng mỗi mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh một phần quà Tết. Cũng nhân dịp mừng xuân Giáp Thìn, sáng nay, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ. Trong buổi họp mặt, lãnh đạo huyện ủy Phú Tân thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2023, 15 trên 16 chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt. Năm 2024, ban chấp hành đảng bộ huyện Phú Tân đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung cho công tác quản lý trật tự xây dựng, lập quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch nông thôn, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của huyện Phú Tân thời gian qua, đồng thời mong muốn đảng bộ huyện Phú Tân tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Phú Tân ngày càng giàu đẹp. Lãnh đạo huyện ủy Phú Tân cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong quá trình xây dựng quê hương Phú Tân phát triển. Trước thềm xuân Giáp Thìn 2024, lãnh đạo huyện ủy Phú Tân gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chiều hôm qua, huyện ủy U Minh tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy qua các nhiệm kỳ và cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện. Năm 2023, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện U Minh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết của huyện ủy đề ra.
kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Các cán bộ hưu trí dự họp mặt bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả trên và mong rằng huyện U Minh sẽ phát triển hơn trong năm 2024. Lãnh đạo huyện ủy U Minh trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của các cán bộ hưu trí và mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm mới. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng cuối năm. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện U Minh, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch dứt điểm trên 14.000 hectare lúa tôm, đạt 100% kế hoạch. Năng suất lúa bình quân đạt trên 4,22 tấn một hectare. So với vụ lúa tôm năm 2022, năng suất tăng từ 0,1 đến 0,3 tấn một hectare. Tổng sản lượng lúa gieo cấy trên đất nuôi tôm năm nay của huyện U Minh trên 57.000 tấn. Nông dân cho biết năm nay không chỉ có thời tiết thuận lợi, không có sâu bệnh phá hại mà lúa bán ra còn được giá cao. Cụ thể, giá bán từ 9.500 đồng đến 10.000 đồng một ký, tăng từ 3.000 đồng đến 3.500 đồng một ký. Thương lái đến tận nơi thu mua, bà con đón Tết thêm sung túc. Những ngày cuối năm Quý Mão, bà con ven biển trên địa bàn huyện Ngọc Hiển cũng rất phấn khởi khi mỗi chuyến biển mang về nhiều cá tôm, có điều kiện đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn thêm sung túc. Toàn huyện Ngọc Hiển có trên 400 phương tiện khai thác thủy sản. Vào những con nước cuối năm, các phương tiện đánh bắt được nhiều tôm cá, mực, sản lượng khai thác tăng hơn những tháng trước. Trung bình mỗi ngày, phương tiện cập bến thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Chủ phương tiện được mùa, nhân công địa phương cũng có thêm thu nhập chuẩn bị cho Tết. Từ công việc lựa tôm cá làm khô, chị em lao động thu nhập từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi ngày. Thị trường Tết đang dần nhộn nhịp hơn. Mùa cao điểm mua sắm Tết cũng là thời điểm mà nhiều đối tượng sẽ lợi dụng tình hình để thực hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh, mua bán những hàng hóa kém chất lượng, hàng giả để trục lợi bất chính. Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường đang được tăng cường nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng trong dịp mua sắm Tết. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, cửa hàng tự chọn Quốc Thu tại phường 9, thành phố Cà Mau đã chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng do ảnh hưởng của nền kinh tế nên việc dự trữ nguồn hàng năm nay giảm so với những năm trước. Về giá các mặt hàng thiết yếu năm nay tăng khoảng 20%. Cửa hàng em rất là quan tâm tới hàng sử dụng, sản phẩm và hàng sử dụng. Tụi em cũng chọn những sản phẩm tốt và những cái địa điểm bán là sản phẩm chất lượng nhất để đến tay người tiêu dùng là những sản phẩm hàng sử dụng mới. Nói chung là mình người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Khi giao vô thì tụi em cũng kiểm tra đắt thực tế trên từng cái lô hàng giao tới nhà em. Nếu mà có những mặt hàng mà những đơn vị người ta giao vô cho mình mà cận đát thì bên em sẽ trực tiếp không nhận vào để mình nói chung là lựa những sản phẩm tốt nhất, mới nhất cho người tiêu dùng. Mặc dù sức mua có giảm so với những năm trước đây, nhưng đã trở thành truyền thống. Tết là thời gian cao điểm mua sắm của người dân. Đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng sẽ lợi dụng tình hình để thực hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh, mua bán những hàng hóa kém chất lượng, hàng giả để trục lợi bất chính. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, gian lận thương mại. Trong đó, chú trọng các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát. Cùng với công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, các đội quản lý thị trường đã lồng ghép công tác vận động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho tổ chức cá nhân kinh doanh, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, niêm yết và bán theo giá niêm yết, cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Để đảm bảo cái người dân là đảm bảo cái quyền lợi tiêu dùng của người dân thì là chỉ đạo đội quản lý trường là kiểm tra cái việc niêm yết giá và kiểm tra cái diễn đề ăn cho thực phẩm và bán giá đúng giá niêm yết.
Thông qua cái nội dung quản lý trường đặc biệt là quan tâm thì cũng chú trọng những cái ngành hàng mà thiết yếu để phục vụ cái người tiêu dùng trong dịp Tết. Ở bên cạnh đó thì cũng mong bà con trong quá trình mua sắm thì mình nên chọn những cái là mặt hàng, ngành hàng nào mà có cái nguồn gốc rõ ràng, rồi các cái doanh nghiệp có uy tín, có thương hiệu. Trước tiên là bà con mình cố gắng là mua những cái hàng hóa mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, rồi cái hàng sử dụng thì đảm bảo những cái quá trình thực hiện mình, cái quá trình mà sử dụng của mình. Dự báo tình hình thị trường giá cả những ngày giáp Tết sẽ có sự biến động, hoạt động buôn bán hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có những diễn biến phức tạp. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường. Cùng với các biện pháp mà các đội quản lý thị trường của tỉnh đã và đang thực hiện, mỗi cơ sở, đơn vị sản xuất kinh doanh hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, không mua bán, tiêu thụ hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái. Người tiêu dùng chủ động và tích cực tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi của chính bản thân, cộng đồng, góp phần giữ vững và ổn định thị trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ký công văn hỏa tốc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương rà soát từng địa bàn, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện rà soát bom mìn đối với những nơi xác định có nguy cơ còn bom mìn sót lại sau chiến tranh, tiến hành thu gom xử lý theo quy định nếu có. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương rà soát, kiểm tra các điểm thu mua phế liệu trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tàng trữ trái phép các loại phế liệu, phế phẩm, phụ kiện của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bom mìn, cho 100% các chủ cơ sở ký cam kết không mua bán, trao đổi, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại phế liệu, phế phẩm, phụ kiện của vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bom mìn, và phải báo ngay cho cơ quan công an quân sự nơi gần nhất khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bom mìn. Trước đó, vào ngày 20 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi người dân không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các trường hợp cố tình vi phạm tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Khuyến khích người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại công an xã, phường, thị trấn, tham gia tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin về đối tượng liên quan đến chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để vận động thu hồi hoặc đấu tranh xử lý đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng. Hình thức tố giác qua số điện thoại 113, đường dây nóng Công an tỉnh Cà Mau, 0693 806 112, ứng dụng VNEID, các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm, hoặc trực tiếp đến trụ sở công an huyện, thành phố, công an xã, phường, thị trấn. Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 30.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Vi phạm về tốc độ là 25.920 trường hợp, chở hàng quá tải trọng hơn 2.000 trường hợp, quá khổ giới hạn 441 trường hợp, cải tạo phương tiện 23 trường hợp, vi phạm về ma túy 194 trường hợp. Điểm nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 là Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo công an địa phương trên tuyến thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến và hoạt động tuần tra kiểm soát.
Thưa quý vị, Nghị định 123 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán. Cục Thuế tỉnh Cà Mau cho biết mới chỉ có 62 trong tổng số 359 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Cục Thuế đang tăng cường nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã tăng cường các giải pháp tuyên truyền yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương tổ chức rà soát, nắm bắt thực trạng hạ tầng, thiết bị, tiến độ triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại từng cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết nhằm thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử trong những tháng đầu năm 2024. Theo quy định của pháp luật thì mình phải chấp hành cái việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Thì qua nhiều lần tập huấn thì mình cũng đang triển khai, đang liên hệ với các nhà cung cấp để mình tìm một cái giải pháp để mà mình xuất hóa đơn điện tử tối ưu cho doanh nghiệp, vừa có lợi vừa ban hành đúng quy định nhưng mà vừa phải có chia lợi cho doanh nghiệp. Tới thời điểm này thì mình băn khoăn nhất là ngoài cái chi phí đầu tư lắp đặt ban đầu thì doanh nghiệp cũng phải tốn thêm một cái khoản chi phí thường xuyên để mà vận hành cái hóa đơn điện tử này, cũng như là cái tiền chi phí hóa đơn nó lớn, và là cái người mà trực mà để xuất hóa đơn á nó cũng phải tốn thêm một khoản chi phí nhân công nữa. Để cho từng lần bán hàng thì mình hiện nay đang triển khai và là tìm những nhà mạng nó thích hợp để mình cho khảo sát và tiến hành. Bởi vì mình đa số là mình xài những cái đầu số nó máy nó cũ á, cho nên mình bây giờ mới phải lựa những nhà mạng ta đi khảo sát cho nó tích hợp, cho nó phù hợp mình mới triển khai. Nhưng mà coi như là đang tiến hành làm thì cũng đang nhà mạng cũng đang chào hàng, thì mình cái đó thì hôm qua mình cũng rất nhiều cái đơn vị nó đến nó khảo sát thì giờ tiến hành, cho nên mình thời gian thì cũng bởi vì nói chung cái chi phí ban đầu nó hơi lớn. Bởi vì nếu đã là phải mua sắm lại những cái đầu số mới, rồi gắn cái phần mềm, nói chung kể cả phần cứng phần mềm thì nó cũng phải trăm ngoài 200 triệu. Thì cái đó coi như là cái nguồn lực mình thì cũng đang khó khăn thời gian vừa qua đại dịch, thì hiện nay mình cũng phải tiến hành, nhưng một cái là cố gắng là làm trong quý 1 năm 24 cho nó hoàn thành. Hệ thống cửa hàng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex là đơn vị tiên phong thực hiện quy định lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng trên tất cả hệ thống cửa hàng của đơn vị. Với việc thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý vận hành. Yếu tố minh bạch chống gian lận trong kinh doanh là điều khiến doanh nghiệp yên tâm khi lựa chọn giải pháp tự động lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Hiện tại thì Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng đang kêu công ty thống kê. Tại vì hiện tại thì công ty cũng có 19 khách hàng nhận quyền. Và trên phạm vi cả nước thì số lượng khách hàng nhận quyền rất lớn. Thì Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ có cái giải pháp để mà hỗ trợ cho những khách hàng này trong thời gian tới. Thì ở Cà Mau thì hiện tại giờ thì công ty có 19 đại lý. Thì trong thời gian tới công ty sẽ hỗ trợ về cái vấn đề giải pháp chức hóa đơn cho từng lần. Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh, toàn tỉnh có 359 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với tổng số 1.176 cột bơm. Nhưng mới chỉ có 62 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Còn lại 297 cửa hàng với 944 cột bơm chưa thực hiện phát hành hóa đơn điện tử. Nhiều doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu lo lắng khi triển khai thực hiện xuất hóa đơn điện tử sẽ tốn chi phí đầu tư ban đầu cao. Việc xuất hóa đơn sau mỗi lần bán có thể gây ách tắc tại các cây xăng. Tuy nhiên, theo đại diện ngành thuế, hóa đơn điện tử được thực hiện tự động theo phần mềm. Số lượng hóa đơn đã xuất sẽ được lưu trữ đầy đủ bằng hình thức điện tử, không phải in ra tại các cửa hàng xăng dầu, nên không làm mất thời gian, không gây ách tắc mà vẫn đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định. Đối với bán xăng dầu thì từng lần bán hàng thì phải xuất hóa đơn. Thì do đó đến thời điểm hiện nay
thì cái quy định về đối với các cái cửa hàng cũng như là điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh thì hiện nay cái tình hình triển khai thực hiện cái hóa đơn điện tử từng lần bán lẻ xăng dầu thì cũng còn ít, hầu như là chỉ thực hiện được là cuối mỗi ngày thì sẽ xuất một cái hóa đơn chung, thì nếu mà thực hiện như thế thì nó sẽ sai với cái quy định, thì quy định nó bắt buộc, đây tôi xin nhấn mạnh là bắt buộc từng lần bán lẻ xăng dầu thì phải xuất hóa đơn. Trên cái cơ sở đó thì về quy định nếu mà trường hợp sử dụng quản lý sử dụng là sai hóa đơn thì sẽ bị xử phạt theo các cái quy định. Đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp xăng dầu là giải pháp được ngành thuế lựa chọn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát hành hóa đơn điện tử. Ngoài ra, thông qua các buổi gặp gỡ đối thoại, ngành thuế còn tổng hợp những kinh nghiệm hay để chia sẻ tới doanh nghiệp, đề nghị các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử phối hợp để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thể lựa chọn phương án phù hợp, đáp ứng điều kiện thực tế kinh doanh của đơn vị. Hiện mọi công tác chuẩn bị đều được doanh nghiệp tuân thủ nhằm mục tiêu sớm phát hành hóa đơn điện tử. Vào khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 1, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Cái Nước đã tiếp nhận 3 trường hợp ở ấp Gò Công, xã Nguyễn Diệt Khái, huyện Phú Tân bị ngộ độc sau khi ăn sam biển. Theo gia đình cho biết, trước đó ông CTH đi biển đánh bắt được 3 con sam mang về nhà nướng và tổ chức tiệc nhậu có 4 người tham gia. Trong đó có một người không ăn sam. Sau khoảng 2 giờ, ông H có triệu chứng tê miệng, gia đình đưa đến trạm y tế xã Nguyễn Diệt Khái, huyện Phú Tân, nhưng tình trạng sức khỏe không ổn định. Gia đình tiếp tục chuyển ông H và 2 người trong tiệc nhậu có ăn sam nướng lên Bệnh viện Đa khoa Cái Nước. Lúc này, ông H bị ngộ độc khá nặng, phải điều trị tích cực, kết hợp cho thở máy. Hiện tại sức khỏe ông H đã hồi phục. Riêng đối với 2 người còn lại, triệu chứng nhẹ, qua thăm khám bác sĩ cho một trường hợp xuất viện. Bệnh nhân còn lại đang tiếp tục theo dõi. Chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.